Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về 8 loại người mà chúng ta tuyệt đối không nên kết giao, kẻo mang họa vào thân. Vậy để muốn biết được những nét tướng của những người gian dảo không đáng tin cậy mà ta không nên kết giao, đó là những nét tướng gì ở trên khuôn mặt, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu thật chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về nhân tướng học, về xem 8 loại người mà tuyệt đối chúng ta không nên kết giao, kẻo mang họa vào thân. Các bạn thân mến, về thứ nhất là người đối xử mà hà khắc hoặc là tệ bạc với người khác. Với những người này thì thường là có xu hướng ăn nói ngang ngược, cao ngạo, thiếu suy nghĩ trong cách đối nhân xử thế, không bao giờ có khái niệm lấy tấm lòng để đáp lại tấm lòng, và thay vào đó là họ thường dễ dàng khiến người khác bị tổn thương. Thứ hai là với những người sống giả tạo, ngụy quân tử chính là kiểu người không nên kết giao, bởi vì sự dối trá đội lốt chính nghĩa với kẻ thù mà toan tính ở bên ngoài sự lương thiện chính là kẻ nguy hiểm nhất. Cũng vì thế mà những người dạng người này là nấp rất kỹ, rất khó nhìn ra lòng dạ thật sự của họ. Về thứ ba là đối với người quá đề cao về bản thân mình, con người lúc nào cũng có bản ngã, và tự chủ là một điều rất tốt, nhưng với người lúc nào cũng muốn là trở thành trung tâm của vũ trụ và tự đề cao bản thân mình, luôn coi thường những người xung quanh, thì cũng nên hạn chế tiếp xúc với những người này. Còn nếu như xảy ra tranh luận hoặc tranh cãi với những người này thì họ sẽ thao thao bất tuyệt nói về năng lực của mình, cố gắng áp đảo những người xung quanh. Với những người này thì vô cùng tự kiêu, nên khi ở gần họ, mình sẽ cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi, đánh mất sự tự tin. Do đó, để thành công trong cuộc sống thì chúng ta nên phải hạn chế kết thân với những dạng người như thế này. Về thứ tư là với người giỏi a dua và tâng bốc người khác, không thể kết giao được với những người này. Người này luôn luôn là nhìn ngó, đẩy thuyền, gặp lợi thì quên nghĩa, vô cùng ích kỷ, không biết nhân nghĩa, là loại người nguy hiểm nhất ở trong cuộc sống. Người này nhẹ dạ cả tin, nếu như chúng ta kết giao với loại người này thì không biết sẽ là phúc hay là họa trong cuộc sống. Về thứ năm là loại người coi thường người khác trong cuộc sống. Có thể là có người giàu và kẻ nghèo, người quyền cao chức trọng hay chỉ là một người bình thường, nhưng tất cả đều là những con người bằng xương bằng thịt, có lòng tự trọng và nhân cách của bản thân mình. Vì thế mà không ai được phép coi thường ai cả. Còn người mà đức mỏng, tâm kiêu ngạo là rất khó ưa, luôn xem thường người khác, chính là dạng tiểu nhân, phản phúc vô thường. Nếu làm bạn với loại người này, phải dùng lợi ích để duy trì, còn đến khi mà không còn giá trị thì họ nhất định sẽ lập tức trở mặt, đá văng mình ra chỗ khác. Về thứ sáu là dạng người mà chuyện gì cũng tính toán chi li, lúc nào cũng lo sợ bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Với những hành vi thì luôn mờ ám, luôn thủ đoạn bất chính, giống như là phải chiếm được lợi ích của người khác rõ ràng thì họ mới cảm thấy yên lòng. Đây cũng là một loại người không nên kết giao. Về thứ bảy là người không có lòng thương người, cũng là loại mình không nên kết giao. Họ
là một người tâm địa độc ác hoặc là ích kỷ vô cùng nếu làm bạn với loại người này, giống như là làm bạn với sói. Về thứ 8 là loại người bất hiếu, luôn không trân trọng cha mẹ, là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức. Đó là loại người cổ nhân khuyên là không bao giờ nên kết bạn vì cha mẹ mà còn không đối xử tốt, vậy thì chúng ta cũng không là gì đối với họ. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay, về xem những dấu hiệu phá tướng và phá bại trên khuôn mặt. Về nội dung chính là đứng về mặt hình tướng học, thì tướng phá bại thì được nhận ra là nhờ các dấu hiệu bề ngoài sau đây. Với các dấu hiệu của sự phá bại, như là chữ phá bại dùng ở đây có nghĩa là rộng rãi, nó bao gồm số kiếp long đong vất vả về một hay nhiều lĩnh vực của một đời người, không bao giờ có thể khá giả được. Về công danh hoặc là sinh kế trì trệ, người này tâm tính thấp hèn, ngu muội quá mức bình thường. Với kết quả cuộc đời thì thường bi thảm, chết trong cô đơn, chết bất đắc kỳ tử, hay là chết thảm, đói rách, bị khinh rẻ. Còn đứng về mặt hình tướng thì tướng người phá bại thì được nhận ra nhờ các dấu hiệu bề ngoài sau đây, là người trán nhỏ, nhọn hẹp, chủ về hình khắc. Trong công danh thì trắc trở, thuở thiếu niên thì gặp nhiều tai ương và gặp nhiều tai họa. Còn với người lông mày mà mọc thấp, nó lan xuống gần bờ mắt thì chủ về là khốn cùng. Còn người lông mày thưa thớt thì chủ về cuộc sống vất vả, nhọc nhằn trong cuộc sống. Còn người mà lông mày đứt đoạn thì chủ về công việc thành bại, thất thường. Còn người có lông mày ngắn cụt, chủ về là người nghèo hèn trong cuộc sống. Còn đối với người mà có mắt vừa ngắn lại vừa nhỏ là chủ về tâm địa rất nhỏ mọn. Còn nếu thêm mà mặt mập, núng nính như mặt heo thì sẽ chết không toàn thây. Còn người mà có mắt lớn, lồi ra và hời hợt, đó là chủ về người chết non. Còn nếu lộ và có hùng quan thì chủ về chết thảm. Người có đồng tử vàng lờ đờ, thần chủ về khắc thê, đó là hay bị hình phạt. Người có mũi hếch và lộ về chủ phá tán cùng khốn. Nếu mà người có mũi thấp hoặc có gân có vạch, chủ về công ăn việc làm lên xuống thất thường. Còn người mà chuẩn đầu má cao so với khuôn mặt, cao hơn khuôn mặt và nhất là so với lưỡng quyền thì chủ về người cô đơn. Đây là dấu hiệu phá bại quá lớn. Còn người mà lưỡng quyền mỏng gọi là không phù hợp hoặc nghiêng lệch đều chủ về cô đơn và trì trệ trong cuộc sống. Người có miệng nhỏ và môi mỏng thì chủ về nghèo hèn. Người mà miệng rộng mà lệch lớn thường là há hoác ra không khép kín lại đều chủ về cô đơn nghèo hèn. Còn người môi túm lại và nhô ra lên cao, khóe miệng trễ xuống, pháp lệnh ăn vào khóe miệng thì đều có ý nghĩa tương tự. Riêng về pháp lệnh nó ăn vào khóa miệng đường gọi là đằng xà nhập khẩu. Dù các bộ vị khác có tốt nhưng trong cuộc sống thì thường hay là đói rách hoặc chết đường chết trọn. Còn với người tai mà không có luân, quách rõ ràng minh bạch là chủ về cùng khốn. Tai mỏng nhọn chủ về nghèo túng. Nếu tai đen đủi thấp lệch là chủ về hèn mọn và là người chết non. Ngoài những tướng phá bại vì ngũ quan khuyết hãm kể trên, còn có một số hình tướng khác cách biệt sau đây. Về mục lục là những kẻ có trong 6 dáng cấp cực đoan ở sau đây. Thứ nhất là đầu lớn nhưng cổ nhỏ, chủ về là bần tiện, yểu vong. Riêng về đàn bà mà đầu lớn cổ nhỏ hai vai là số quá bụa, làm bé cho người khác. Còn với người có mặt lớn đầu nhỏ, chủ về nghèo và tính nết rất độc đoán. Còn người mà thân thể phì nộn cao lớn mà tiếng nói lại quá nhỏ, không có âm lượng thì chủ về vãn niên nghèo khổ, chết
trở vào tay người ngoài tống táng. Còn người có ức nổi cao mà bụng dưới lại quá lõm là chủ về hậu vận không ra gì. Người mà vai lưng quá trơ xương so với toàn thể các phần khác của cơ thể thì chủ về nghèo hèn không con cái. Còn xét về mặt tâm tướng là vô luận hình tài ra sao, nếu như phạm vào một trong các khuyết điểm sau đây về đức hạnh cũng thuộc về tướng phá bại. Với một người mà sống không biết liêm sỉ, giữ gìn đạo lý, người mà thường tự khoe mình, đó là người tự cao tự đại, người thích châm chích những khuyết điểm của người khác. Với người mà có gì đáng cười mà lại cười như là kẻ phát khùng, đó là những kẻ không tốt. Người không biết lễ nghĩa hoặc tiến thoái trong khi giao thiệp hay làm việc, chúng ta cũng cần phải tránh. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.